tù nhân lương tâm tại Việt Nam, họ có thể là luật sư, là bloggers, là chức sắc tôn giáo, ký giả và nghệ sĩ. Họ bị bắt vì thực thi một cách ôn hòa các quyền con người được quốc tế bảo vệ, như quyền tự do ngôn luận, chính trị hay tôn giáo. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không chỉ muốn cướp đoạt tự do, mà còn cố bẻ gãy ý chí, thậm chí bào mòn sức sống của các tù nhân lương tâm bằng mọi cách. Mùa hè ở Nghệ An nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C, nơi mà những cơn gió lào thiêu đốt cây cối cháy xém, thì trong nhà giam chật chội với mái tôn thấp tại trại số 6 Nghệ An, những quan chức cộng sản không cho tù nhân được dùng quạt, kéo dài sự hành hạ với mục đích bóp chết dần sức sống của họ. Bốn tù nhân lương tâm, ông Trương Minh Đức, ông Nguyễn Văn Túc, ông Đào Quang Thực, ông Ngô Viết Dũng, đang phải cùng nhau trượt thực gần 40 ngày để phản đối hành vi ngược đãi này. Cùng lúc, ở trại giam số 5 Thanh Hóa, ít nhất 3 tù nhân lương tâm, ông Nguyễn Trung Trực, ông Nguyễn Văn Điển, ông Vũ Quang Thuận cũng đã phai trực thực để phản đối chế độ giam giữ hạ khắc và những thủ đoạn tra tấn của ban điều hành nhà giam. Trong lao tù Cộng sản, những người tù nhân lương tâm luôn bị phân biệt đối xử và ngược đãi rất rõ ràng. Họ ăn uống kham khổ, bị cưỡng bức lao động vất vả trong môi trường độc hại trong khi người bị bệnh nặng thì không được điều trị, không được giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, những phương thức trấn áp các tù nhân nói trên chỉ là một góc tối nhỏ trong lịch sử tàn ác của một chế độ độc tài đối với các tù nhân bất đồng chính kiến. Đã có quá nhiều câu chuyện kinh hoàng diễn ra. Đó là những cái chết đầy khuất tức của thầy giáo Đinh Đăng Định, của ông Huỳnh Anh Trí, là những bản án tù dài đối với các nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Đặng Minh Mẫn hay những lần bị biệt giam tối tâm, những trận đòn thù tàn bạo đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Bình, Trần Hoàng Phúc không chỉ bị đàn áp về mặt thể xác, họ còn bị tra tấn về tinh thần nghiêm trọng. Những tù nhân lương tâm thường bị cô lập, không được tiếp xúc với các tù nhân khác, họ còn bị ngăn chặn việc thực hành tín ngưỡng như cầu nguyện hay đọc kinh thánh, trong khi luôn luôn dễ dàng bị kỷ luật vì những lý do rất phi lý đặc biệt họ bị lưu đài theo đúng nghĩa các tù nhân ở miền bắc thường bị đưa đi giam tại tây nguyên ngược lại các tù nhân miền nam thì bị giam ở những trại tù phía bắc đây là thủ đoạn cô lập nhằm cách ly gia đình khiến việc thăm nuôi trở nên khó khăn tốn kém hơn rất nhiều tóm lại những hành động vi phạm một cách trắng trợn tiêu chuẩn cư xử nhân đạo đối với tù nhân lương tâm đang diễn ra ở quy mô trải rộng tại mỗi nhà tù với tần suất liên tục, mang tính hệ thống và rõ ràng là một chính sách của chế độ độc tài. Về mà những viên chức cầm quyền thiếu tự trọng đã dám hùng hồn tuyên bố trước Liên Hiệp Quốc rằng ở Việt Nam không có chuyện đối xử tàn tệ hay tra tấn tù nhân. Thực tế là cả đất nước Việt Nam là một nhà tù lớn, hơn 90 triệu người dân đang bị đối xử bất công.